trải nghiệm hành trình chinh phục đại dương thu nhỏ cùng Namaste Phú Quốc, khám phá du thuyền Nautilus, tổ hợp vui chơi giải trí trên biển đầu tiên tại Việt Nam với đẳng cấp 5 sao. Sea Walker chiêm ngưỡng một đại dương thu nhỏ đầy kỳ thú mà bạn chỉ có thể nhìn thấy chúng trên TV hay YouTube, tận tay cho cả một đàn cá ăn ngay dưới đáy đại dương. Công viên san hô hiện lên với những mỏm đá nhô cao, vách san hô dựng đứng, những lối đi với hơn 255 loài san hô đẹp và quý hiếm. San hô rất mềm đung đưa theo dòng hải lưu kết hợp cùng lớp cát trắng tinh, dưới đáy tạo thành thủy cung tuyệt đẹp. Ngoài san hô ra, công viên san hô Phú Quốc. Từ bản đồ công viên san hô du khách dễ dàng bắt gặp sắc xanh tuyệt đẹp cùng cảnh sắc tuyệt vời, chỉ có thể chiêm ngưỡng tại Namaste với 3 gói dịch vụ trải nghiệm. Bên cạnh đó, phí du khách trải nghiệm lướt sóng trên cano siêu tốc giữa biển, ngắm trọn vẻ đẹp trời biển Phú Quốc với parasailing, hay còn được biết đến với cái tên dù kéo, dù lượn trên biển, cano kéo dù bay. Bạn sẽ được bay lượn trên bầu trời cao, ngắm nhìn đại dương bao la và lướt giữa biển với vận tốc cao, tận hưởng ngay cung đường vui chơi độc đáo cùng Namaste Phú Quốc.